tháng 6 năm 1940. Cũng như các nơi khác ở Đông Dương và gần khắp hoàn cầu nữa, báo chí Hà Nội hồi này thật là nguy ngập. Nguy ngập về giấy, nhưng tôi dám chắc có một điều báo chí ở đây không giống báo ngoại quốc, là báo chí ở đây còn nguy ngập cả về độc giả nữa. Hạt gạo là thứ cần để nuôi thân thể, nhưng ở nước ta, tờ báo chưa phải một thứ ăn cần thiết về đường tinh thần cho người ta. Bởi vậy, câu chuyện làng báo, nếu xét cho đến ngọn nguồn, là một câu chuyện cả về vật chất lẫn tinh thần. Giấy giá cao và khan, mực hiếm và lên giá. Các nhà báo lo nghĩ về giấy nhiều quá, thành ra mụ cả người. Tháng 7 năm 1940. Trong lúc các báo ở Hà Nội đang lụi bại về trăm đường, thì nhà xuất bản mọc lên như nấm. Có thể được gọi là một phong trào xuất bản được. Những người xưa kia làm việc khác, rất xa cái nghề xuất bản, bây giờ cũng sinh ra bạc bẽo với nghề cũ và xoay ra nghề buôn văn. Thật nhờ kim tiền, họ đã bước từ nghề dưới lên nghề trên có một bước. Tôi muốn gọi nghề buôn văn là nghề trên, vì văn chương là một thứ xuất sản của bộ óc con người. Như vậy, không nói ai cũng biết, nghề buôn văn bây giờ là một nghề đã có thể làm giàu được. Sách lại là thứ dễ giữ hơn báo, mà tâm lý của con người ta là một khi đã mở hầu bao thì muốn có một thứ gì lâu hỏng. Đó mới chỉ là một phần trong luật cung cầu. Đã có người cầu, lẽ tự nhiên phải có người cung. Nhưng cái số người cung mà mọc lên như nấm, tất còn vì một lẽ gì khác nữa. Người ta vốn là nhà buôn, nên việc buôn văn của người ta cũng không ngoài sự tính toán. 4 trang báo bán có 5 xu. Nếu lại ra phụ chương, thí dụ tất cả 8 trang cũng chỉ bán có 5 xu. Thế là tiền giả, người viết tăng, tiền giấy tăng, mà báo vẫn không tăng. Trông vào quảng cáo, lúc này có hàng đâu mà người ta giao hàng. Còn về sách, 4 trang báo gấp lại được 32 trang sách, 8 trang báo gấp lại được 64 trang sách. 2 tờ báo, mỗi tờ 8 trang, chỉ bán có 1 hào. Vậy nếu dùng 2 tờ báo như thế để làm một quyển sách, thì được một quyển sách 128 trang. Với một cái bìa mỏng mảnh, quyển sách từng ấy trang đã có thể bán một cái giá rẻ nhất là 5 hào. Thế là giá đã đắt gấp 5 rồi. Mà cho là gấp 4, gấp 3 đi nữa, thì cũng còn lãi chán. Còn nếu nhà xuất bản kêu các đại lý không sòng phẳng, thì nhà báo cũng có thể kêu bị các độc giả chây lười việc gửi măng đa. Có thể nói, phong trào xuất bản mỗi ngày một lan rộng ở Hà Nội là do ở chiến tranh. Vì chiến tranh đã gây nên nạn khan giấy. Các nhà xuất bản thi nhau mà ùn ùn thành lập ở chốn kinh kỳ.
Cố nhiên, là một nhà đông con thì thế nào cũng có nhiều chú bé thỏ lò mũi xanh. Cái đất nghìn năm văn vật này cũng có những ông làm nghề xuất bản mà chẳng biết xuất bản là thế nào. Người ta sống mỗi người một nết, chết mỗi người một tật. Vậy có mong người ta tự sửa chữa làm gì? Nhưng thiết tưởng cũng nên ghi lấy đôi ba sự tức cười của nghề xuất bản trong lúc này. Có mấy nhà xuất bản tưởng rằng cái nghề của mình bắt buộc mình phải ăn nói cho có văn vẻ, và hễ mở miệng cần phải nói giặt về văn chương, không có ít ra cũng phải về lý tưởng. Thành ra mấy ông ấy nói rặt những chuyện to tát cả. Nào xây dựng cho văn chương Việt Nam một nền tảng vững vàng. Nào cố hết sức hội họp lấy những cây bút có giá trị nhất trong văn giới Việt Nam. Ngõ hầu mở một kỷ nguyên mới cho văn chương và nghề xuất bản. Rồi rốt cục như thế nào? Mấy ông ấy ước ao các nhà văn sẽ nâng đỡ nhà xuất bản trong buổi đầu bằng cách hy sinh. Và rồi, chẳng bao lâu, người ta thấy mấy ông ấy cho ra đời những quyển mà tác giả của nó được gọi bằng một cái tên rất tân thời, là các nhà văn mới. Các nhà văn mới này được cái cũng dễ dãi, nghĩa là họ được thấy văn họ in thành sách, họ đã lấy làm mãn nguyện lắm rồi, không còn bụng dạ nào nghĩ đến quyền gì khác của mình nữa đối với nhà xuất bản. Họ thật không giống ban sắc một tí nào. Nhà đại văn hào này đã nổi tiếng về sự chặt chẽ đối với quyền tác giả của mình, và nhiều khi tiên sinh lại còn lấy non nữa. Có lẽ những ông văn sĩ mới phải lấy làm thích cái lý tưởng của Julien Banda. Đối với việc làm, tôi có một quan niệm đặc biệt. Đã sống được ở cái việc mà tôi thích, tôi cho là chẳng làm lụng gì cả. Những người cho người làm việc bằng trí não với người làm việc bằng chân tay cùng chung một số phận làm cho tôi phải phì cười. Trừ khi họ tìm ra được một anh thợ đấu hay một anh thợ nề cũng quả quyết như tôi rằng nếu trở nên một tay triệu phú cũng sẽ không bao giờ bỏ nghề cả. Tôi còn làm cho sự kiêu căng của con người trí thức hóa tôn trọng hơn nữa. Cái sự tương đương mà kẻ có tiền đã đặt giữa việc làm của tôi với đồng tiền nó làm cho tôi sống. Tuy phần hình hài của tôi ưng thuận, nhưng phần hồn của tôi không thể dung được. Renan có thuật lại rằng, khi ông được tin mấy nhà xuất bản báo cho ông biết sẽ nhận được một số tiền về sách của ông phải lấy làm ngạc nhiên. Sao người ta có thể đem tiền tài mà đo những việc ông làm? Tôi rất đồng ý với Renan. Sự tương đồng kia, nếu tôi có cho là được, thì tôi cũng thấy nó chỉ bền trong nhất thời thôi. Tôi cho là một sự bất công khi thấy người ta trả tôi một số tiền về một bài báo mà tôi chỉ viết mất có vài giờ, mà lại lấy làm thú vị nữa. Số tiền ấy, một người thợ có bốn con phải làm khổ sở trong một tuần lễ mới có. Không những Renan
và Benda Spinova cũng có một quan niệm như thế đối với công việc về đường tri thức của mình. Nhưng sự thật, dù là Spinoza hay Renan hay Benda, khi thấy nhà xuất bản biết nhớ đến cái quyền tác giả của mình, các ông vẫn lấy làm hài lòng như ban giắc. Hay những nhà văn không có ý nghĩa như các ông. Chỉ khác có một điều là các ông tuy cũng hài lòng và cũng nhận như ai, nhưng các ông lại nói to cho thiên hạ biết rằng đó là cái tôi vật chất của các ông thu nhận, chứ cái tôi tinh thần của các ông vẫn ruồng rẫy như thường. Cái tư tưởng ấy về việc làm của nhà văn chỉ có thể coi là một tư tưởng làm tôn trọng công việc văn chương thôi. Vì nếu xét về việc, nếu không xét đến những ý nghĩ khác nhau của mỗi nhà văn đối với công việc của mình, thì có một việc bao giờ cũng như nhau. Đó là cái việc Julien Banda có thừa nhận quyền tác giả của mình, cũng như Ban Giác hay một nhà văn Việt Nam nào đó thừa nhận quyền tác giả mà không có cái ý nghĩ như Benda. Mặc dù mấy nhà văn mới có ưa thích cái quan niệm trên này của Julien Benda đối với công việc văn chương, sự ưu thích của các ông cũng không được bền. Vì một khi các ông thấy sách của mình bán chạy, các ông cũng phải theo như Ban Giác. Tuy có những sự hỗn loạn ấy, Hà Nội vẫn còn có những nhà xuất bản tiến bước một cách vững vàng và đều đặn, lấy sự đứng đắn làm căn bản. Nên dù có bi quan đến đâu, người ta vẫn phải công nhận rằng sở dĩ Hà Nội có thể sản xuất được nhiều sách hơn hết thảy các thành phố khác ở Đông Dương là nhờ ở công những nhà xuất bản đứng đắn ấy. Những người ở Huế, ở Sài Gòn ra chơi Hà Nội đều thán phục Hà Nội về những cửa hàng sách. Tuy những cửa hàng này đem so với mấy cửa hàng của người Tây ở Đô Thành chưa thấm vào đâu về cách trưng bày. Người ta khen, Hà Nội là một nơi mà một người thiếu niên ham mến quốc văn rất dễ học, dễ khảo cứu, dễ tìm tòi. Cho nên, từ xưa đến nay, Hà Nội đã sản xuất được nhiều văn sĩ hơn những nơi đô thị khác trên đất Việt Nam. Người ta đặt hy vọng vào Hà Nội nhiều quá, mà điều ấy cũng không lấy gì làm lạ khi người ta nhớ lại rằng nếu ở nước Nam có cái thành phố nào cổ nhất vẫn còn tươi sáng dưới ánh mặt trời, thì Hà Nội phải là người anh cả.